thật là đó. 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 Nha. Rồi chỗ đó. Rồi, okay. Trần em đang hét cho cái đó. Thấy luôn nè, đây đứng nè. Nè em đang em nói nè. À, có nha, mốt ở dưới mình ở dưới mà giữ xe mình có thể nhìn lên được nếu mà khách mình đó chị sau này á, sau này nha, mình sẽ mở cửa kìa. Rồi đây thì mốt đây cho cái gì một cái cho tất cả đâu, cái nào là cái tổng em chị cái này tổng là cái bên trái mày cùng trang thiết bị bằng da như thế này là các anh chị, đây là căn góc một là bây giờ mình trang nước đúng không, một cái da luôn, da luôn, da thoải mái chỉ là thoải mái từng từng trang theo qua năm năm rồi lên đường theo chỗ này là cái bếp của mình nè, cái bếp trống về chúng ta sẽ tự làm bếp và máy lạnh bằng dao, ba máy lạnh. Đây là cái view ban công. Các anh chị đây là tòa S303 của phân khu The Rainbow, bên dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Đây là S303, đây là công viên nội khu của chúng ta. Nhìn sẽ đối diện qua tòa S305. Thì đây là căn góc các anh chị. Góc rất là đẹp nha, tầng thấp nữa. Các anh chị nào lớn tuổi thì có thể thích những tầng thấp hơn. Thì căn này rất là thích hợp và soan sáng cả toàn khu luôn. Những cái căn góc này thì ban ngày chúng ta không cần bật đèn đâu, tại vì khi mà mở cửa là cái view nè, cửa sổ nè. Đây là cái phòng ngủ cộng của chúng ta. Đây là căn số 15. Thì chúng ta sẽ có nhà vệ sinh chung là phía bên ngoài này. 69 m², kiến bằng dao, không có kiến của phòng tắm đứng thì chúng ta về chúng ta lắp thêm phòng tắm đứng. Thì trang thiết bị của Toto, nhà vệ sinh, thì mở hết lên vậy. Mở nước lên chị. Mở đây cho nước chảy mở cái lạnh đi. Rồi cái đầu móc cái lạnh đâu. Rồi nó làm ra thì có cái phòng ngủ nhỏ của chúng ta sẽ là bên tay trái. Đây là phòng ngủ nhỏ nè. Phòng ngủ nhỏ cái view của chúng ta. Đây. Chúng ta sẽ thấy được cái phòng khu The Manhattan Gallery đâu các anh chị. Manhattan Gallery là hôm nay sẽ mở bán online. Thì đây là phân khu Manhattan của chúng ta là đang xây lên tới tầng 3 rồi, như các anh chị, một trệt hai lầu và lên tầng 3 rồi. Nhìn qua mé bên hông, còn phía kia là sông Tắc của chúng ta. Mé đây là sông Tắc nè. View về hướng sông Tắc và view về hướng trung tâm của chúng ta, hướng này. Đây là cái trục đường chính, sau này chúng ta sẽ vô đường Nguyễn Xiển và vô trục đường này, vô thẳng căn hộ của chúng ta luôn. Thì từng căn sẽ có bằng dao máy lạnh như thế này.
thì giữa hai phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ chính chúng ta sẽ có lô gia. Lô gia ở đây. Lô gia chúng ta sẽ đặt những trang thiết bị máy giặt ở đây và phơi đồ ở đây luôn. Chúng ta sẽ làm cái dàn da, dàn phơi đồ ở đây. Đây là dàn phơi đồ của chúng ta. Rồi chúng ta nhìn view ra ngoài. Cái đường chính rất là rộng hả anh chị, hai làng bên luôn, có con lươn ở giữa. Và từ cái lô gia chúng ta sẽ nhìn vô giữa hai phòng ngủ của chúng ta nè. Phòng ngủ nhỏ bên đây và phòng ngủ chính ở bên đây. Đây là phòng ngủ chính. Và đây là cái view của phòng ngủ chính. Đây là cái lối vào của chúng ta nè. Vừa vào chúng ta sẽ vào hầm xuống xe, giữ xe ở dưới đây. Và chúng ta sẽ đi lên sảnh của chúng ta, cầu thang bộ. Tất cả các phòng đều có máy lạnh hết. Chị thấy là rất là sáng nè, em bé nè. Đây là cái chỗ cộng, hai phòng ngủ cộng. Thì đây là cái khu cộng của chúng ta, tầm khoảng 5-6 mét vuông đây. Chúng ta bố trí đây. Anh chị nào quan tâm về dự án Vinhomes Grand Park, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng số điện thoại cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng, để liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên nhé. Và hiện là đang booking cho phân khu The Origami và cũng đang mở bán liên tục. Thì các anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với Khoa được tư vấn thêm, tại vì gỗ hàng sẽ mở liên tục ở đây. Rồi đây là phía ngoài chúng ta.